Xin chào tất cả các bạn trên toàn thế giới. Mình tên là Hồng Ngọc, hiện tại mình đang định cư ở Đài Loan được 20 năm. Và công việc trước kia của Hồng Ngọc là làm bên lĩnh vực nhà hàng. Đã từng mở nhà hàng, hai nhà hàng ở tại Đài Loan với cái vốn đầu tư ban đầu là 6 tỷ, đã từng được lên truyền hình Đài Loan và chương trình Người Việt Nam Châu. Nhưng vì sao Hồng Ngọc không làm nữa là thông qua cái mô hình kinh doanh liên kết mạng hợp pháp toàn cầu này đã làm cho Hồng Ngọc say mê và dùng hết tâm huyết của mình để phát triển thị trường. Và ngày hôm nay Hồng Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần chế độ. Có rất nhiều bạn là không hiểu về chế độ. Hồng Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần chế độ của công ty Magic Line này. Thông qua mô hình Magic Line, Hồng Ngọc đã cầm mic chia sẻ cho rất nhiều cộng đồng ở trên các nước như ở Malaysia, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, họ hay là ở Việt Nam, Bắc Trung Nam. Vậy thì mô hình này để làm thế nào, ngay cả bà mẹ bỉm sữa, ngay cả những người có cuộc sống rất là khó khăn và không biết sử dụng điện thoại cũng đã có được cái thu nhập từ trong mô hình này. Đây là những cái hình ảnh bà mẹ Hoàng Lan có cuộc sống rất khốn khó ở tại Đài Loan, cuộc sống rất là vất vả, nhưng làm sao đã sinh được một em bé cũng không được như mong muốn. Em bé này bị bệnh bại não từ bé. Với cái mục tiêu ban đầu của Hoàng Lan tham gia mô hình này chỉ cần muốn là lấy sản phẩm về để cho con dùng cho khỏe mạnh lên thôi. Nhưng rất là gì bất ngờ cho Hoàng Lan khi con đã có sự thay đổi về sức khỏe, mà đơn giản chia sẻ cho cái mô hình này trên trang Facebook, mà ngay những thời gian đầu Hoàng Lan đã nhận được cái thu nhập 490 đô mỗi một ngày, và những tháng tiếp theo là Hoàng Lan liên tục nhận được cái thu nhập hơn 100 triệu mỗi một tháng. Đã từng cầm mic, Hoàng Lan cầm mic để chia sẻ cái mô hình này cho cộng đồng người Việt ở Bắc Trung Nam, ở Đài Loan. Đây là giảng viên Ruby Thúy, hiện tại 26 tuổi, cũng nhận được cái thu nhập tự động 500 triệu mỗi tháng từ trang Facebook. Vậy chúng ta làm như thế nào để có được cái thu nhập khủng? Lãnh đạo Huỳnh Giang cũng có thu nhập 670 triệu thông qua trang Facebook. Và rất nhiều những bà mẹ bỉm sữa, những lao động nghèo cũng nhận được cái thu nhập khủng từ trang Facebook này. Vậy chúng ta làm như thế nào để có được cái thu nhập này? Bây giờ Hồng Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phương thức cách làm. Trước tiên để chia sẻ về cái chế độ trả thưởng của công ty Magic Line, thì Hồng Ngọc chia sẻ cho các bạn một chút về cái mô hình kinh doanh truyền thống và đa cấp truyền thống. Mô hình kinh doanh truyền thống, cái vốn đầu tư rất là cao, tốc độ về vốn chậm, rủi ro cao, chi phí phát sinh nhiều. Bởi vì sao? Giống như ngày hôm nay, các bạn tới ở một nước khác đi lao động thì cũng phải mất rất nhiều tiền, 5 đến 6.000 đô, thậm chí đến 10.000 đô cho môi giới thì mới sang được nước khác làm. Và trong quá trình đi làm ở nước khác, các bạn cũng phải bỏ thời gian, bỏ công sức, bán sức cho ông chủ thời gian rất là lâu, sau nửa năm đến một năm mới hòa vốn. Đó thì cái lĩnh vực truyền thống. Còn nếu như các bạn mở nhà hàng, dù các bạn có mở quán chè đá đi chăng nữa thì cũng phải đầu tư làm sao cũng phải sau một năm, sau hai năm mới hòa vốn. Đó là sao cái lĩnh vực truyền thống. Mà trong cái mô hình này, nếu như bạn bạn mở quán ra rồi, bạn nếu như bạn đóng quán đi chơi thì cũng không có thu nhập. Nghĩa là có làm thì có hưởng, mà không nếu không làm thì không có hưởng. Cũng giống như bạn lao động ở bên ngoài cho ông chủ cũng vậy. Sang nước ngoài lao động cho ông chủ thì cũng phải ra liên tục chấp hành những cái nội quy của công ty. Làm sao thì bạn lại ngoan ngoãn làm thì ông chủ mới trả lương. Còn nếu bạn nghỉ, bạn về Việt Nam chơi hay bạn đi chỗ khác chơi thì ông chủ cũng không trả thưởng cho bạn, cũng không trả lương cho bạn. Đó là cái lĩnh vực truyền thống. Còn mô hình đa cấp truyền thống thì như thế nào? Nó là cái job tam giác sơ độ, job tam giác đi xuống như thế này. Cũng là gì? Cái lợi nhuận đầu tiên ban đầu vào rất là thấp, có 10% thôi. Phân nhiều cấp bậc áp lực về doanh số. Trong mô hình này rất nhiều người làm sao làm mô hình này càng làm càng mất bạn. Ban đầu chưa làm thì sao cái gì vẫn còn ok. Khi làm rồi, dính vào rồi, cái nhà chuyển thành nhà kho, và làm sao còn dẫn đến vỡ nợ nữa. Đây là cái mô hình đa cấp truyền thống. Còn trong mô hình Magic Line của chúng ta thì mức trả thưởng như thế nào? Đầu tiên ban đầu ông chủ cũng chỉ lấy có 30% là cái vốn ban đầu thôi. Còn 70% này là lợi nhuận của đại lý, ông chủ chia thẳng cho hệ thống bên dưới. Chính là cái chóp tam giác đi lên như thế này. Cũng là phản ánh là lợi nhuận của chúng ta khi làm ở Magic Line, cái lợi nhuận đại lý rất là cao, không phân cấp bậc, không áp lực vào doanh số, không ôm hàng nhưng nhận được cái sự trợ giúp của đội nhóm. Một tuần có 3 buổi hội thảo online toàn cầu. Mà sao nếu như mà các bạn chỉ cần khi nắm bắt cơ hội thôi, không cần phải hiểu rồi, phải biết rồi mới làm. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội thôi, bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ. Cho nên là văn hóa của hệ thống, bạn chưa có thu nhập là 150 triệu
đến 200 triệu. Họ trong mô hình này bạn chưa có thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu trong mô hình này là bạn tuyệt đối không nên không được là gì chia sẻ cho người bạn của bạn biết là công ty này là gì đầu tư bao nhiêu, sản phẩm là gì, chế độ như thế nào. Bởi vì sao? Khi bạn gì, bạn có nói giỏi đi chăng nữa, nhưng mà làm sao bạn chưa có thu nhập ở đây, chưa có thực tế và kinh nghiệm chưa có nhiều thì làm sao bạn cũng không có hiệu quả. Cho nên là việc ngày hôm nay cái rất là cái lợi thế rất là tuyệt vời trong môi này là có một cái sự trợ giúp của đội nhóm rất tuyệt vời khi bạn gì bạn mới bắt đầu vào làm. Ở mọi chỗ, mọi nơi hay là gì đang đêm 1-2 giờ sáng, khi bạn có vấn đề chỉ cần inbox cho những người đi trước, làm sao sẵn sàng bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ đây. Cho nên là gì, trong mô hình Magilife không cần đợi bạn phải giỏi rồi mới làm, mà chỉ cần bạn làm rồi, được sự hỗ trợ của đội nhóm để bạn có thu nhập rồi, bạn sẽ trở thành giỏi. Và Magilife khi nào thì ông chủ mới có lợi nhuận, đúng không ạ? Nếu như ngày hôm nay ví dụ bạn có thu nhập 100 triệu trong tháng đầu tiên, 100 triệu trong tháng đầu tiên nó chỉ là bình thường thôi nhé các bạn. Bởi vì có những gì hội viên hiện tại là gì trong đội ngũ ASEAN Team của ông Ngọc, hiện tại có những bạn thu nhập ra 40 triệu, 50 triệu hay 24 triệu hay 35 triệu mỗi một ngày. Cho nên là gì, thu nhập 100 triệu một tháng là rất là bình thường thôi. Ví dụ ngày hôm nay bạn thu nhập ở cái cơ bản là 100 triệu tháng đầu tiên thì bạn sẽ được nhận 80 triệu tiền mặt. Còn lại 20 triệu này ông chủ sẽ chuyển thành sản phẩm để cho bạn dùng một lần nữa. Cũng đồng nghĩa với việc là gì, khi mà gì bạn miễn phí sử dụng sản phẩm từ đây, ông chủ cũng bắt đầu từ đây để lấy lợi nhuận. Chứ không thì ông chủ không có lợi nhuận, ông chủ sẽ gì sao, công ty sẽ đổ mất. 20 triệu mà gì quy ra sản phẩm, các bạn cũng biết làm sao, sản phẩm làm chỉ mất 30% tiền vốn thôi. 20 triệu của 30% nó chỉ rơi vào 6 triệu là ông gì, ông phải mất tiền vốn. Còn lại 14 triệu ở đây, 14 triệu ở đây là chính là cái lợi nhuận ông có thể đút túi được. Vậy chúng ta kiếm là gì? Các bạn kiếm 80 triệu, ông chủ chỉ kiếm có 14 triệu thôi. Chúng ta kiếm nhiều hơn ông chủ gấp 7 lần. Gấp 7 lần. Mà lại còn sao? Lại còn được sử dụng miễn phí sản phẩm này nữa. Nếu như ngày hôm nay mà ông chủ không ra cái chiến lược này, 100% chia tiền thưởng cho bạn, không có gì gạt sản phẩm, thì khẳng định rằng làm sao, bạn dù có nhiều tiền chăng mấy nhưng sức khỏe của bạn không có, bạn đi phát triển thị trường nói cũng không ai nghe. Cho nên là trong môi này càng gì thu nhập cao thì sản phẩm càng nhiều. Nghĩa là gì, bạn có thu nhập 1 tỷ đi chăng nữa thì thu nhập thì làm sao, sản phẩm của bạn đã có 200 triệu sản phẩm rồi, bạn có thể chia sẻ cho người nhà người thân thoải mái dùng luôn. Đồng nghĩa với lần sau bạn càng có thu nhập nhiều thì bạn càng trẻ càng khỏe ra, nó là như vậy. Cho nên là gì, cũng từ đây mà làm sao, ví dụ ngày nay bạn có miễn phí sản phẩm, bạn có dễ dàng chia sẻ cho gì người bạn của bạn không? Rất là dễ, đúng không? Sản phẩm tuyệt vời rồi, nó có tạo ra tiếng nói không, đúng không? Không cần chúng ta phải nói nhiều, sản phẩm có tiếng nói cho sản phẩm, cho nên chúng ta không cần phải nói nhiều. Cũng từ đây là làm sao, tự sản phẩm sẽ làm sao, sẽ tự làm marketing cho sản phẩm đó. Tiếp theo nữa là đi cụ thể vào chiến lược đầu tư và phát triển như thế nào. Nói đến kinh doanh thì nhất định là chúng ta phải đầu tư. Không một mô hình nào mà gì chúng ta không cần phải vốn đầu tư cả. Ngay cả bạn ở nhà đi làm ruộng hay đi làm thuê cho ông chủ vẫn phải làm sao, vẫn phải có công cụ. Công cụ làm ruộng là gì? Cũng phải là những cái thiết bị thô sơ, cái cày, cái cuốc, đúng không? Còn đi làm thuê cho ông chủ thì bạn cũng phải có cái xe máy để chạy đến, chứ không phải đi bộ mà đi được, đúng không? Và bạn đi sang nước ngoài bạn vẫn phải mất tiền vốn. Ok, cho nên là đã là gì? Đã là mô hình kinh doanh thì chúng ta ít nhiều phải cần vốn. Nhưng vốn ở đây không có nhiều. Ngay cả những người vỡ nợ, những bà mẹ bỉm sữa, những lao động nghèo, những du học sinh nghèo đều có thể tham gia được. Bởi vì sao? Cái mức vào đại lý ban đầu đấy, tư cách đại lý chỉ có mất 1.745 USD thôi. Cả cước phí gửi nó rơi vào 45 triệu cả cước phí gửi nhé các bạn. Vậy ngày hôm nay khi bạn vào đại lý, tư cách đại lý là gì? 1.745 USD. Công ty sẽ tặng cho bạn cái gì? Công ty tặng cho bạn 19 hộp sản phẩm. Trong đó có 3 cái sản phẩm rất là tuyệt vời như bạn đã được nghe. Sản phẩm thứ nhất là gì? Táo thải độc nhuận tràng làm trẻ hóa da. Thứ hai nữa là bảo nhiên ngăn chặn lượng đường không cho hấp thụ vào trong cơ thể. Rất nhiều người, nhiều hội viên có người nhà là bị bệnh tiểu đường đã làm sao? Đã có cái tiến triển tốt từ đây, không cần phải tiêm thuốc hàng ngày, không phải uống thuốc ở bệnh viện nữa, mà đã có được cái sức khỏe rất là tuyệt vời từ đây, không phải mắc bệnh tiểu đường nữa.
Thứ ba nữa là cái sản phẩm tiểu phân tử thai làm cho thì khôi phục lại cái tế bào chúng ta, trẻ hóa ra để chúng ta làm sao lấy có thể lấy lại được cái tuổi thanh xuân, trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Những ai có cái vị trí viêm nhiễm như Hồng Ngọc trước kia, viêm nhiễm dạ dày, viêm nhiễm dạ cái viêm lết dạ dày mãn tính 20 năm đã khỏi khi dùng tiểu phân tử thai. Và làm sao những ai có tế bào ác tính cũng được tiểu phân tử thai làm sao sẽ gì, sẽ ngăn chặn cái vị trí tế bào ác tính đó không cho phát triển và đã dần dần thuyên giảm dần trở thành khỏi. Ba sản phẩm thần kỳ này, ba cái sản phẩm thần kỳ này là gì, tùy bạn chọn, bạn thích sản phẩm nhiều nào nhiều thì bạn chọn, tổng là 19 hộp. Tiếp theo nữa là gì, khi bạn đã được miễn phí sử dụng, bạn đã vào đại lý rồi, bạn cùng một ngày bạn sẽ được mời vào các nhóm live và nhóm Facebook. Cùng một ngày bạn được mời vào nhóm live và nhóm Facebook để làm gì? Để bạn sẽ gì? Để bạn được quyền sử dụng lịch trình, công cụ phát triển thị trường trên trên các trang mạng của bạn. Họ được quyền sử dụng lịch trình, công cụ phát triển thị trường trên các trang mạng của bạn. Trang mạng công cụ bắt, công cụ kết nối mạng là gì? Zalo, WeChat, Line và Facebook, đúng không ạ? Đại đa số đến 99% hiện tại đang dùng trang Facebook để phát triển thị trường. Cho nên là khi sử dụng lịch trình trên trang Facebook thì có rất nhiều người tìm đến bạn, đúng không ạ? Nhưng chế độ trả thưởng của công ty chỉ có mỗi hai tay thôi. Đó là tay gì? Chỉ cần hai người, một người ở bên tay trái và người bên tay phải là bạn đã thành công rồi. Họ. Vậy thì ngày hôm nay khi bạn thực hiện lịch trình trên trang Facebook để ở chế độ công khai, có rất nhiều người tìm đến bạn muốn hợp tác với bạn. Sự nghiệp Magilife của chúng ta làm mãi mãi đến về sau, chứ không phải là 1 năm, 2 năm, 5 năm. Họ. Mãi mãi về sau, cho nên là gì? Chúng ta không thể nói là cả đời chúng ta không có hai người bạn được. Cho nên là gì? Cái mô hình Magilife vì sao là gì? Vì sao cái thị trường làm biên đảo thị trường làm gì? Làm phát triển đến mức chóng mặt là bởi vì nó quá dễ làm, quá dễ thực hiện, ai cũng có thể làm được, không có rủi ro. Cho nên là gì, mà ở mọi chỗ mọi nơi đều có thể thực hiện được. Cho nên là gì, đã tạo thành cơn lốc tài chính toàn cầu. Ngày hôm nay có hai người bạn tới hợp tác với bạn thông qua trang Facebook. Hai người bạn này khi mà bạn vào đây rồi và bạn được sử dụng công cụ ở trên nhóm live nhóm Facebook rồi, bạn liên kết người bạn của bạn, liên kết bằng cách nào? Trong nhóm live này đều có hết những cái gì công cụ để thì bạn liên kết cách mở lời thì các bước phát triển như thế nào cụ thể để cho bạn rõ là gì, bắt đầu những cái lịch trình khai thác cách mở lời hội thoại như thế nào đều cho bạn rõ. Cho nên là bạn chỉ cần bạn đã có công cụ rồi, để khi mà sao bạn thực hiện lịch trình trên trang Facebook, bạn dễ dàng sẵn sàng liên kết được rất nhiều bạn tới tìm hiểu mô hình này. Tới đâu để tìm hiểu? Chính là vào cái nhóm gì, nhóm Zoom hội thảo online toàn cầu hàng tuần. Một tuần là gì, cũng giống như ngày hôm nay bạn gì, nếu như bạn tải Zoom, bạn đã có cơ hội nghe qua Zoom thì bạn cũng biết là có tới 3 đến 500 thành viên Việt Nam đến từ các quốc gia vào nghe Zoom. Ok. Cho nên là gì, ngày hôm nay bạn đã hiểu ra vấn đề này rồi. Bạn nắm bắt họ và bạn của bạn làm sao họ cũng gì, họ còn thông minh hơn bạn. Cho nên là gì, khi bạn của bạn vào đây rồi, làm sao? Ngày hôm nay là gì, họ cũng gì, cũng phát triển. Họ Hồng Hồng nói đầu tiên là bạn. Bạn có hai người bạn A và B đến hợp tác với bạn. A đứng bên tay trái, bởi vì sao? Cái quy định là gì, bạn tay trái phải đặt trước. A đứng bên tay trái thì công ty cũng thường trực tiếp cho bạn là 400 USD. Ok, tay trái có rồi, bây giờ bạn phải làm sao? Bạn B phải đặt bên tay phải. Ok, tay bạn B đặt bên tay phải, công ty cũng thường trực tiếp cho bạn là 400 USD. Đến đây vẫn còn tiếp một cái đường thưởng hàng ngang nữa là 420 USD cho đường hàng ngang giữa A và B này nữa. Đã có hàng ngang rồi thì nhất định phải có hàng dọc 200 USD nữa. Ok, tổng là bên dưới làm sao? Bên dưới này là bạn có tổng tiền thưởng là 1420 USD. Ok, ban đầu bạn vào là bạn chỉ cần mất là gì, 1745 USD thôi. Nhưng bạn có hai người bạn tới hợp tác với bạn là bạn đã thành công rồi, gần như hòa vốn, được miễn phí 19 hộp sản phẩm sử dụng cho bản thân và vị trí đại lý mãi mãi trong đời mình, không bao giờ bị mất họ. Mình thậm chí có thể chuyển nhượng được sang cho đời con. Họ làm gì có một cái mô hình nào thì chỉ cần hai người là thành công, đúng không? Ngày nay bạn có mở quán phở, mở quán nước, hai người vào ăn hai bát phở hay hai người vào uống hai cốc nước, bạn hòa vốn không? Không có chuyện đó. Nhưng trong mô hình này sao? Nó là gì? Ở công ty của chúng ta làm được điều này. Ok, vậy ngày hôm nay bạn A và bạn B cũng làm sao, khi đã hợp tác, đã vào vị trí rồi thì A và B cũng được mời vào trong các nhóm live này, trong cái Facebook này, họ sẽ biết việc của họ cần phải làm gì, liên kết như thế nào, trong này đều có cái chiến lược bí quyết để cho họ gì,
họ nắm bắt và họ đã hiểu. Vậy họ cũng gì? Cũng rất là cũng rất là hưng phấn. Cũng rất là hưng phấn và làm sao để đi phát triển thị trường của họ. Khi phát triển thị trường của họ, chỉ cần nói cho bản thân của họ thôi đã có rất nhiều, chứ chưa từng nói, chứ chưa tính đến khi mà up lịch trình trên trang Facebook của họ thì lại còn có vô số người bạn nữa. Ok, cho nên là ngày hôm nay cũng có rất nhiều bạn. Có rất nhiều bạn. Khi mà họ thực hiện lịch trình hay họ liên kết bạn của bạn, họ có rất nhiều bạn đến hợp tác với A. Nếu như bạn số 1 đặt ở bên tay trái của A thì đương nhiên là công ty cũng trả tiền thưởng trực tiếp cho A giống như bạn ở bên trên. Ok. Và bạn số 2 của bạn B cũng vậy. Bạn B có bạn số 2 đến hợp tác với bạn B. Công ty cũng trực tiếp trả tiền thưởng cho bạn B giống như bạn ở bên trên. Ok, là 400 USD. Tới đây rồi bạn ở bên trên bạn được cái gì? Đó là gì? Cứ bên trái mà chạy. Bên phải mà chạy. Bạn B là bạn bên phải của bạn. Bên phải của bạn mà chạy. Thì làm sao? Cứ trái có, phải có. Có một cái đường hàng ngang như thế này. Có một đường hàng ngang bắt đầu từ tầng thứ 2 là có một cái đường hàng ngang. Công ty sẽ trả thưởng cho bạn là 280 USD. Tiếp theo, đã có hàng ngang rồi thì làm sao? Từ bên trên kéo xuống, trái có, phải có mà. Có một cái đường hàng dọc nữa là 200 USD nữa. Công ty cũng thưởng tiếp cho bạn đường hàng dọc là 200 USD. Cũng đồng nghĩa với việc bạn A có một bạn số 1 và hợp tác với họ, bạn B có bạn số 2 hợp tác với họ, đều đứng ở bên tay trái. Bên trên bạn đã có tổng tiền thưởng là 480 USD rồi. Ok, ngày hôm nay A không phải là có một bạn mà B cũng không phải là có một bạn. A và B có rất nhiều bạn. Ok, vậy thì A cũng hoàn thành tiếp nốt bên tay phải và B cũng hoàn thành nốt bên tay phải. Đồng nghĩa với việc A cũng giống như bạn là A cũng sẽ về vốn 1420 và B cũng sẽ hòa vốn 1420 giống như bạn ban đầu. Giống như bạn ban đầu đây. Giống như bạn ban đầu. Ok. Vậy khi A hòa vốn, B hòa vốn rồi, bạn lại được thưởng gì nữa? Được thưởng một lần thứ hai, cái đường hàng dọc lần thứ hai nữa. Từ trên xuống giữa bạn số 3 và số 4 là cái đường hàng dọc nữa là 200 USD. Cũng đồng nghĩa với việc là gì? Hàng ngang sẽ được thưởng một lần, nhưng hàng dọc sẽ được thưởng rất nhiều lần. Bắt đầu từ tầng thứ 2 là bạn sẽ được thưởng hàng ngang 280 đô, mãi mãi không bao giờ thiếu một đồng. Và hàng dọc thì sao? Sẽ được thưởng rất nhiều lần. Cho nên tổng khi A về vốn, B về vốn, bạn sẽ có tiền thưởng ở đây là 680 đô tự động cho bạn. Tự động là 680 đô cho bạn. Cho nên là khi mà bạn được thưởng 680 đô này, có phải bạn tư vấn không? Có phải bạn thuyết trình không? Có phải bạn là gì? Bạn của bạn không? Không phải. Phần thu nhập tự động 680 đô này là bạn của bạn A, bạn của bạn B. Họ tự đi liên kết, họ tự mời bạn của họ vào cái phòng Zoom để nghe Zoom. Có đội ngũ giảng viên giúp bạn A và B tư vấn, chứ cũng không phải là bạn tư vấn, cũng không phải là bạn giới thiệu. Bạn nhận được thu nhập tự động 680 đô. Cũng có khi bạn đang ở trên giường, có khi đang để đi du lịch, có khi đang trong chăn, có khi đang làm việc riêng của bạn. Đó là gì? Đây là một trong những mô hình rất là thông minh tuyệt vời. Nó là như vậy. Họ được mệnh danh đã từng thì mô hình này đã được mệnh danh là mô hình thông minh nhất châu Á. Tiếp theo nữa là gì? Có những bạn nói là chị ơi, vậy em không những có hai người bạn, em còn có rất nhiều người bạn. Vậy thì em để ở đâu? Ok, ngày hôm nay em ở đây. Ngày hôm nay em ở đây. Bản thân em ở đây. Vậy bên dưới có bạn A này. Bên phải có bạn B này. Vậy em có nhiều bạn nữa thì em vẫn phải làm sao? Để ở dưới bạn A. Có bạn nữa em vẫn phải để ở dưới bạn B. Đương nhiên tiền giới thiệu vẫn về em. Và hàng ngang là bắt đầu từ tầng thứ 2, 280 đô em vẫn lấy. Và hàng dọc 200 đô em vẫn lấy. Tiền giới thiệu vẫn về em. Ok, cho nên là gì? Khi mà phát triển xuống, khi phát triển xuống, bạn của em phát triển xuống làm sao? A cũng được thị trường và bạn của em B cũng được thị trường, đúng không? Và tiếp tục em lại có gì? Có tiếp thu nhập nữa. Nó cứ như vậy. Cho nên là gì? Ngày hôm nay, vì sao cái mô hình này nó tạo thành cơn lốc? Bởi vì ngày hôm nay bạn của em không phải là bạn của bạn A, nhưng khi đứng ở dưới bạn A đều liên quan tới bạn A. Khi họ chạy thị trường, phát triển thị trường, rộng xuống đều liên quan tới bạn A. Khi thì bạn này cũng vậy, bạn chạy thị trường phát triển xuống dưới.
Mặc dù làm sao không quen có B bạn của em, nhưng mà sao B vẫn được hưởng thị trường của họ. Cho nên là ngày nay vị trí nó rất là quan trọng. Cứ như vậy hệ thống này, ngày hôm nay em cũng đã có thu nhập rồi, bản thân thì các em vào nhận đại lý cũng đã có thu nhập rồi, và A và B cũng đã về vốn rồi, có thu nhập về vốn rồi, và bắt đầu gì, và được sử dụng miễn phí sản phẩm rồi. Vậy giữa em và B có ngồi im không ạ? Hay vẫn phát triển mạnh thị trường trên gì? Trên trang Facebook của mình. 1, 2, 3, 4 này, họ cũng được vào cái nhóm like, nhóm Facebook này. Họ cũng được học rất là nhiều những cái kiến thức bí quyết và họ biết cách làm, họ có ngồi im không ạ? Đã vào đây rồi không ai ngồi im nhé các bạn. Đã vào đây rồi, biết cách phát triển rồi, có lịch trình rồi, có điện thoại, có trang Facebook rồi, không ai ngồi im cả. Cho nên là ai cũng chạy thị trường và phát triển thị trường rất là mạnh. Cho nên là gì, nó tạo thành cơn lốc tài chính toàn cầu đến mức chóng mặt là như vậy đó. Mô hình này phát triển đến tầng thứ 12 chỉ tính thu nhập tự động là 10% thôi, đã có thu nhập là 10 tỷ rồi. Mà làm sao không, thì cái mô hình không phải dừng ở tầng 12, mà nó thì nó phát triển không có giới hạn, thu nhập vô biên luôn. Đó. Vậy ngày hôm nay bạn muốn thu nhập gấp mấy lần? Nếu như bạn mở một quán cà phê thì bạn có thu nhập một lần. Nếu như một lúc bạn mở 3 quán cà phê ở đời thường bên ngoài đó thì bạn có thu nhập 3 lần. Ok. Cho nên là gì? Trong cái mô hình này đó, thu nhập một lần, trong cái quá trình mà thu nhập một lần này, làm sao? Cả đời bạn cũng chỉ có một nguồn thu nhập. Còn nếu bạn gì? Bạn liền một lúc mở ra 3 đại lý thì làm sao ạ? Thì cả đời của bạn sẽ có 3 nguồn thu nhập. Đơn giản như thế này. Nếu như ngày hôm nay bạn liền một lúc ở Magic Line, nếu như ở đời thường bạn mở 3 quán cà phê thì bạn ra bạn phải bỏ ra 3 lần vốn. Nhưng ở Magic Line bạn mở liền một lúc mở ra 3 quán cà phê như thế này, nghĩa là đại lý 1 của bạn giới thiệu đại lý 2 cho bạn vẫn là tên bạn. Đại lý 1 giới thiệu đại lý 3 của bạn vẫn là tên bạn. Tiền thưởng vẫn về đại lý 1 cho bạn. Tiền thưởng tự giới thiệu trực tiếp hàng ngang và hàng dọc. 400 đô à, hai lần là gì, tiền giới thiệu trực tiếp hàng ngang 400 đô thì tổng là gì, 1420 đô về đại lý 1 cho bạn ngay ngày hôm sau. 1420 đô, cái thu nhập là gì, thu nhập trả về cho bạn ngay đại lý 1 ngày hôm sau, đồng nghĩa với việc bạn chỉ mất tiền cho hai đại lý bên dưới này mà thôi, 2 và 3 mà thôi. Đại lý 1 gần như miễn phí, không phải mất tiền, cũng đồng nghĩa với việc 45 triệu nếu bạn vào một đại lý mất 45 triệu. Nhưng bạn vào 3 đại lý hôm sau hồi lại cho bạn 1420 USD này, trừ đi rồi bạn chỉ mất làm sao 105 triệu thôi. Nhưng bạn có 3 nguồn thu nhập, 3 bộ sản phẩm nhé. Nếu như một đại lý mà một ngày mang lại cho bạn thu nhập 490 đô, bạn vào 3 đại lý thì tương đương với làm sao 490 đô phải nhân với 3. Ok, phải nhân với 3. Nếu như ngày hôm nay cũng cùng một công up lịch trình trên trang Facebook, cùng một công là gì, bạn thực hiện cái lịch trình của mình, chăm sóc của mình trên trang Facebook, bạn cũng rất là gì, càng ngày càng nhiều bạn. Nếu như là bạn có nhiều bạn thì bạn sẽ để vào một chỗ để lấy một nguồn thu nhập như thế này. Hay là bạn sẽ phân ra gì, phân ra như thế này, phân ra 3 đại lý cho mình, 2 đại lý bên dưới như này, bạn để giải như này, bạn sẽ có 3 nguồn thu nhập. Nếu như bạn có nhiều bạn thì bạn sẽ xếp là gì, xếp dài ra như này để có nhiều nguồn thu nhập. Hay là bạn chỉ để vào một đại lý đầu thôi để lấy một nguồn thu nhập. Hồng Ngọc khẳng định rằng là gì, bạn sẽ để ra gì, đã để giải ra để lấy 3 nguồn thu nhập. Bởi vì sao, bạn còn rất là nhiều. Mình làm môi này làm cả đời, phát triển cả đời chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Cho nên là bạn của mình càng làm càng nhiều bạn, mình càng thành công thì càng nhiều người hỏi tới mình. Cho nên thông thường nghe hiểu môi này không ai vào một cả. Người ta làm sao? Và thường là vào 3 đại lý. Vào 3 đại lý có lợi thế gì? Thứ nhất được 3 bộ sản phẩm. Thứ hai chỉ mất tiền cho 2 đại lý chứ không cần phải mất tiền cho 3 đại lý. Thứ ba nữa là làm sao? Mình bạn bè nhiều rồi, đằng nào cũng vậy. Mình vẫn thì mình phải, mình làm sao mình phát triển, mình đề ra để làm sao để lấy nhiều nguồn thu nhập chứ chẳng dạy gì mà lấy một nguồn thu nhập cả. Đó. Còn cái hình bên cạnh là gì? 7 đại lý thì đương nhiên 3 đại lý bên trên không cần phải mất vốn. Chỉ mất vốn cho 4 đại lý ở bên dưới mà thôi. Chỉ mất vốn tiền cho 4 đại lý bên dưới. Còn 3 đại lý bên trên gần như miễn phí. Nhưng các bạn sẽ được 7 bộ sản phẩm và 7 nguồn thu nhập luôn. 7 bộ sản phẩm và 7 nguồn thu nhập nhé.
Đấy là gì? Đấy là cái mà gì bạn muốn thu nhập gấp mấy lần ở trong cái mô hình này. Hồng Ngọc thường xuyên ở mọi chỗ, mọi nơi, mọi các nước để tổ chức hội thảo giúp các bạn phát triển thị trường như thế này. Đó. Họ. Và đây là những cái thông tin mà gì tất cả những người bạn trên thế giới ở Nhật, ở Hàn, ở các nước đều inbox cho Hồng Ngọc khi Hồng Ngọc thực hiện lịch trình. Vậy các bạn cũng vậy, ngày hôm nay nếu như bạn nắm bắt cơ hội rồi, bạn thực hiện lịch trình cũng sẽ nhận được rất nhiều người trên thế giới quan tâm muốn hợp tác với bạn. Đó. Bởi vì sao? Khi bạn thực hiện lịch trình rồi thì người ta mới biết bạn làm gì. Còn nếu bạn chưa thực hiện lịch trình, chưa vào đội ngũ chưa chỉnh sửa cho bạn Facebook để như thế nào, thay đổi cái gì để cho nhiều người quan tâm đến bạn, thì Facebook của bạn ngày hôm nay có tới 5.000 người bạn chưa làm môi này cũng không có ai quan tâm tới bạn. Bạn cũng chưa có thị trường, cũng cái trang Facebook và cái điện thoại của bạn cũng chưa giúp gì được bạn. Nhưng khi bạn làm môi này rồi thì chính trang Facebook và cái điện thoại nó chính là công ty di động, là cái doanh nghiệp mang lại thu nhập khủng cho bạn ở môi này. Họ và gì hàng tuần, mỗi một tuần có 3 cái buổi hội thảo online trên Zoom trên toàn cầu, sẽ có cái lượng người tham gia từ 350 đến 500 người Việt Nam đến từ các quốc gia vào nghe hội thảo trên Zoom này. Đó. Vì sao mà chúng ta có được cái sự kết nối? Bởi vì thông qua trang Facebook, tất cả các hội viên vào đây cũng đều thông qua trang Facebook là gì? Biết nắm bắt được cái công thức, cái gì, cách liên kết, cách nói chuyện để làm sao có thể liên kết được rất nhiều thị trường vào gì, vào hợp tác với mọi người, với chúng ta. Đây là cái bí quyết của hệ thống. Họ. Khi vào nghe hội thảo, chúng ta cũng gì ở mọi chỗ mọi nơi, ngay nằm ngả nghiêng đều có thể gì tham dự được cơ hội này. Không cần phải ăn mặc chỉnh tề hay ngồi máy bay hay lái ô tô đến tận đâu mới có thể dự được. Đây là một trong những mô hình mà gì thực sự là một trong mô hình tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Chúng ta không cần ra khỏi cửa, chúng ta đều có thể gì thực hiện dễ dàng được. Đó họ. Và sau khi nghe hội thảo xong, mọi người làm sao lập tức nhận vị trí luôn. Ví dụ ngày nay bạn Dung bạn nhận luôn vị trí thì bạn ở bên dưới này vào nhận sau thì phải vào dưới bạn Dung. Và bạn gì? Bạn này cũng vậy, nhận sau phải vào dưới bạn gì? Bạn Quyên này. Và tiếp tục cứ như vậy. Cho nên là gì? Cái thị trường, cái vị trí ở trên thị trường nó rất là quan trọng. Ai làm gì nghe xong cũng phải nhanh chóng đăng ký luôn. Bởi vì sao mình phải đăng ký thì mình mới giữ chỗ được, là mình ở bên trên. Còn nếu như mình mà gì chưa đăng ký thành công á thì làm sao? Người khác vào rồi, sau này mình vào mình sẽ vào đâu? Ok, ngày hôm nay bạn nhận vị trí rồi, bạn ở đây. Bạn nhận vị trí rồi, bạn ở đây. Và những người khác vào sau bạn sẽ vào dưới bạn. Mặc dù họ không quen bạn, nhưng khi họ dưới bạn, họ phát triển thị trường đều liên quan tới bạn. Ok. Ok. Còn nếu bạn vẫn do dự, bạn đứng ở ngoài vẫn là bạn. Hoặc bạn gì, tới khi làm sao? Bạn thì bạn đã quyết định rồi, đi đến quyết định. Có khi là bạn ở đây rồi, bạn ở cái vị trí đỏ đỏ này rồi. Bạn ở vị trí điểm đỏ này rồi, sau khi suy nghĩ bạn ở vị trí điểm đỏ. Vậy cái người bên trên này, người ta phát triển thị trường có liên quan tới bạn không ạ? Họ phát triển thị trường làm sao ạ? Không có hề liên quan tới bạn. Không có hề liên quan tới bạn. Thị trường của họ không có hề liên quan tới bạn. Ok. Mà sao ai mới liên quan tới bạn là những người đứng dưới bạn này. Họ phát triển thị trường mới liên quan tới bạn. Cũng đồng nghĩa với việc cái thị trường này của bạn sẽ thu nhỏ dần, không còn lớn nữa. Thị trường lớn thì chúng ta đương nhiên kiếm tiền lớn rồi, đúng không? Họ, nếu như bạn ở đây, bạn nhận được vị trí ở đây thì làm sao tất cả, làm sao những người bên dưới này đều liên quan, thị trường của bạn rất rộng lớn. Ngày hôm nay bạn biết cơ hội này, vậy bạn của bạn có biết không? Thông qua trang Facebook, một ngày nào đó bạn của bạn cũng sẽ biết tới cơ hội này. Và họ nắm bắt rồi, họ khai thác thị trường rồi, vậy thị trường của bạn làm sao sẽ thu nhỏ dần. Cho nên là ngày hôm nay một cơ hội tốt, nghe xong hội thảo ai cũng nhận vị trí luôn. Bởi vì sao? Chúng ta nhận ngay, chúng ta làm ngay, ngày mai chúng ta có tiền ngay, có thu nhập ngay. Bởi vì thu nhập trả thưởng ngay trong ngày hôm sau nhé các bạn. Sau 12 giờ trưa ngày hôm sau bạn có thể sử dụng được luôn cái tiền thưởng này. Đó, họ nó là như vậy. Cho nên gì, mô hình này nghe xong ai cũng nhận vị trí. Bởi vì chậm một ngày là chúng ta gì đã chậm, là chúng ta đã mất đi một cơ hội rồi, mất đi rất nhiều thị trường rồi. Ở Đài Loan thì dùng tiền Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở gì, Hồng Kông, ở Malaysia thì dùng tiền ở gì, Malaysia chính gốc đặt luôn. Ở Singapore hay ở Hàn Quốc, Nhật Bản thì cũng dùng luôn tiền mặt. Họ nghe xong cơ hội ai cũng nhận luôn cho mình một vị trí.
Bởi vì sao? Phải nhận vị trí rồi thì mới được vào trong các cái gì, các nhóm like, nhóm Facebook để chúng ta học kiến thức và chúng ta phát triển, up lịch trình để phát triển thị trường. Chúng ta học trước, biết trước, phát triển thị trường trước. Còn những bao nhiêu người, rất nhiều người đằng sau còn chưa biết tới cơ hội này. Cho nên là thì những người đó sẽ đứng ở sau các bạn. Họ nghe hiểu mô hình này, không ai có thể ngủ được cả. Ngủ được là những người không hiểu được mô hình này. Còn người không hiểu được mô hình này sẽ mất ngủ. Đó. Và chúng ta không nên hợp tác với những đối tác nào không thích thay đổi cuộc sống, không thích cầu tiến, không thích gì, thích cái cuộc sống ổn định an phận, không thích học hỏi, không chịu học hỏi. Chúng ta không nên hợp tác với những đối tác như thế này. Cho nên là thị trường của chúng ta vì nó quá đơn giản, quá dễ làm, đi tới đâu cũng gì đấy, tấm cờ đỏ sao vàng chúng ta thì cờ đỏ sao vàng chúng ta cũng bay phấp phới ở các thị trường các nước. Đây là cái phần chia sẻ về cái phần chế độ của học, tới đây là hết. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.